Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Hello anh em. Ok cho anh em ơi, trận đấu như thế này, khung giờ như thế này mà fan không xem thì đó thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc. Còn bây giờ sẽ là lễ khánh quốc ca. Như vậy là hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu. Ây da, đây sẽ là một ngày thi đấu có thể nói là thực sự nóng bỏng, cực kỳ nhiệt đây. Kai Havertz. Bóng đã được phá lên. Đánh đầu! Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho trọng tài. Vâng, không đen nhưng rõ ràng là anh hơi nhỏ. Cucurea. Nacho Hernandez. Đường chuyền dài. Quả ném biên. Và cắt bóng rất hay. Jesús Navas. Ra cánh hợp lý. William Dem. Cucurea. Rất phiêu lưu. Henrik. Cánh rất thoáng. Henrik. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Bóng đã được phá lên. Toni Kroos. Rất đẹp. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Jesús Navas. Petri. Lên bóng rất thoáng. Cucurea.
Mất bóng rồi. Joshua Kimmich. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Không có cơ hội dứt điểm. Lên bóng rất thoáng. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Rất an toàn. Henrik. Chưa mượt cho lắm. Joshua Kimmich. Tình huống phối hợp đã bị bắt bài. Ike Gundogan. Rất nguy hiểm. Rất an toàn. Cucurea. Cucurea. Đường chuyền dài. Đây là một ngày tương đối rộn ràng với fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới và không chỉ ở Việt Nam. Jesús Navas. Ui! Rất quyết liệt. Một tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra. Đánh đâu! Ôi dồi ôi! Bóng bánh, đá này thì bánh đâu mà ăn? Musiala. Và phối hợp rất hay. Musiala. Kai Havertz. Đó là một tình huống đưa bóng đi ra ngoài. Bóng đã được phá lên. Toni Kroos. Đánh đâu! Đây rồi! Đây rồi! Ơn lời cầu vàng của chúng ta đây rồi. Những gì mà chúng ta chờ đợi đã tới. Một kịch bản quá tuyệt vời. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt bảnh bao, bộ đồ trông tương đối gọn gàng đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiêu đầu tiên. Không lòng vòng, không màu mè, nhưng đó là một đường cong hoàn mỹ. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất. Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Nếu như Quang Vinh có bài dịu dàng đến từng phút giây thì trận đấu này phải nói là nó hồi hộp đến từng giây phút. William Dem. Rất quyết liệt.
rất quyết liệt. Sẽ chỉ có một quả phạt góc mà thôi. Bóng đã được phá lên. Goal! Bóng đã được phá lên. Jesús Navas vào lấy bóng tốt. Kai Havertz đường chuyền rất nhanh. Ike Gundogan đây rồi, dứt điểm. Cucurea. Được, lên. Đây rồi, tốc độ em ơi. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Toni Kroos. Mất bóng rồi. Morata. Mất bóng rồi. Ike Gundogan. Joshua Kimmich. Kai Havertz. Hiệp 1 trận đấu đang bước sang phút thứ 30, một thời điểm mà cả hai đội muốn nỗ lực để có thể mang đến những hiệu quả cho mình. Dứt điểm. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi. Có lẽ gần như 100 triệu người hâm mộ đã tưởng rằng đó là một bàn thắng. Không thể không tiếc ở một cơ hội như thế này. Petri. Jesús Navas. Không được. Morata. Dứt điểm. Có như thế này mà anh ta vẫn bắt được. Trong không gian thật là tiên lãng mà lại bỏ lỡ pha bóng này. Hãy giết tôi đi. Một pha bóng mà có lẽ là nhắm mắt thì đá vẫn cứ vào. Henrik. Rất kỹ nghệ. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Bóng đã được phá lên. Joshua Kimmich. Mất bóng rồi. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Jesús Navas. Ui giời, hơi khó hiểu cho quyết định xử lý vừa rồi. Musiala. Ike Gundogan. Antonio Rudiger. Cucurea. Làm gì đây anh ơi? Quả ném biên.
Mất bóng rồi. Thêm một quả ném biên nữa. Joshua Kimmich. Hồi hộp phết anh em nhỉ. Đánh đâu. Good goal. Nào hãy cùng xem lại nào. Đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào cả. Khi đây là một bức tranh tuyệt vời. Why. Chất lượng thực sự đây anh em ạ. Quá đẳng cấp. Đấy, anh đã bảo rồi, phải đánh đầu như thế này. Cú đánh đầu có thể nói là không thể đỡ được. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Các cổ động viên cho đến này hẳn là cũng đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn nhiều cảm xúc. Ngay cả những người khó tính nhất cũng phải hài lòng với những pha bóng đậm chất nghệ thuật như chúng ta đang thấy. Vâng, đường truyền rất chính xác dành cho đôi bạn. Rất nguy hiểm. Henrik. Có 2 phút đá bù giờ thôi các anh ơi. Ike Gundogan. Musiala. Lên bóng rất thoáng. Henrik. Trả ngược lại hợp lý. Ike Gundogan. Ike Gundogan. Dứt điểm. Khá tự tin. Thôi không đá đấm gì nữa, trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Như vậy là hiệp 2 đã quay trở lại. Ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Petri. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Rất quyết liệt. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Joshua Kimmich. Khá tự tin. Ike Gundogan. Rất an toàn. Phản công nhanh. Nhưng có vẻ như đã có lỗi việt vị rồi. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Joshua Kimmich. Florian Wirtz. Đường chuyền hay này. Làm gì đây anh ơi? Trả ngược lại hợp lý. Không có cơ hội dứt điểm.
Cơ hội dứt điểm. Đánh đâu. Rồi ôi, bóng bánh, đá này thì bánh đâu mà ăn. Đây là bàn thắng trong lòng người hâm mộ. Jesús Navas. Lên bóng rất thoáng. Đi bóng rất khó chịu. Kai Havertz. Ilkay Gundogan. Florian Wirtz. Petri. Morata. Mất bóng rồi. Đường chuyền dài. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Nacho Hernandez. Petri. Lại ra biên. Rất kỹ nghệ. Đưa bóng vào. Hay quá nhở. Cần phải có một cái gì đó bình tĩnh và hiệu quả hơn. Jesús Navas. Petri. Rất quyết liệt. Nhanh lên nào. Đường chuyền rất nhanh. Không có cơ hội dứt điểm. Đá tập trung vào. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Toni Kroos. Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan. Dứt điểm. Phải như thế này chứ nhỉ. Đó là một tình huống xử lý tuyệt vời. Và không hề có bất cứ một đồ chế nào cả. Quá hay. Đây mới là siêu phẩm này. Đỉnh cao là đây. Có lẽ trận đấu này đã đóng hòm. Musiala. Lên bóng rất thoáng. Ilkay Gundogan. Tốc độ rất nhanh. Đưa bóng vào. Dứt điểm. Pha bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Đó là một pha dứt điểm mang tới những sự nguy hiểm. Đánh đâu. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho trọng tài. Vâng. Petri. Đường chuyền dài. Cánh rất thoáng. Khẩn trương. Hồi hộp phết anh em nhỉ. Nào hãy xem anh này làm gì đây. Khá bình tĩnh. Dứt điểm. Thủ môn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi.
Cơ hội đấy. Đóng đi. Có thể dứt điểm ngay. Thủ môn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi. Bên trong có ai đây? Morata. Dứt điểm. Goal! Thủ môn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi. Rất nguy hiểm. Tuyệt ơi. Goal! Musiala. Toni Kroos. Joshua Kimmich. Được, 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 lên, lên, lên. Dứt điểm. Và khuôn mặt rất lạnh. Đã đẹp trai lại còn đá bóng giỏi. Thế này thì gái trả theo. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt mảnh bao, bộ đồ trông tương đối gọn gàng, đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiều đầu tiên. Anh đang chơi với hung độ rất cao và để lại rất nhiều dấu ấn. Với khả năng săn bàn tuyệt vời, cầu thủ này cũng đã đóng góp cho mình hai bàn thắng rất quan trọng. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Đang là một cái chơi rất thực dụng, đó là một cái chơi khiến cho nhiều người cảm thấy không hài lòng. Trong bóng đá thì cũng có những kiểu không hài lòng rất đặc biệt. Có dứt điểm. Thực sự là ông dứt điểm cũng nhanh, mà ông bắt bóng thì phải nói là còn nhanh hơn nữa. Không có cơ hội dứt điểm. Dứt điểm. Morata. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Sóng gió tạm thời đã trôi qua. Giống như kiểu chưa ăn cơm vậy. Không thể có được những pha phối hợp. Henrik. Lên bóng rất thoáng. Dứt điểm. Đã có bàn thắng không? Như vậy là vẫn chưa thể có bàn thắng. Bóng đã chạm vào cột dọc. Dường như tôi đã nhìn thấy bàn thắng nhưng điều đó đã không xảy ra. Goal! Tuyệt vời. Trận đấu đang diễn ra thực sự chất lượng, chất hơn cả nước cất.
Cả hai đội đều đang tạo ra một loạt những cơ hội đáng chú ý. Trận đấu quá hay. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Morata dứt điểm. Tương đối chật vật trong những pha xử lý của mình. Cucurea. Ra cánh hợp lý. Lên bóng rất thoáng. Rất nỗ lực. Sẽ có một quả đá phạt góc. Đánh đâu? Ui dồi ôi, sao lại sút quả bóng ra thế này? Làm gì đây anh ơi? Rất quyết liệt. Florian Wirtz. Musiala. Trận đấu diễn ra quá nhanh và chúng ta đang được nhìn thấy một trận cầu thứ thiện. Goal! Tuyệt vời! Ăn mừng rất bình tĩnh và khuôn mặt rất lạnh. Đã đẹp trai lại còn đá bóng giỏi, thế này thì gái trở theo. Tình huống thay người có lẽ mang tính chất dọa nhiều hơn là so với phần chuyên môn. Petri. Chạy đi em ơi. Nào chuyền cho bạn ấy băm quả nào. Sự áp sát cần thiết. Đường chuyền dài. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Tương đối nhịp nhàng. Ike Gundogan. 30 vẫn chưa phải là Tết và rõ ràng phút thứ 86. Trận đấu vẫn còn khoảng tầm hơn 5 phút nữa thì nó mới khép lại. Leroy Sané. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Đưa bóng vào. Không có cơ hội dứt điểm. Đi bóng rất khó chịu. William Dem. Morata. Pha ngăn chặn rất nhanh. Dứt điểm. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Antonio Rudiger. Joao Tanta. Emerson. Henrik. Cú phát bóng dài. Mọi thứ tạm thời đã được giải quyết. Đường chuyền hay này.
Goal! Đá như thế này đỡ làm sao được. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt mảnh bao, bộ đồ trông tương đối gọn gàng đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiêu đầu tiên, thấm thoát thôi đưa. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức đã khép lại rồi. Chúng ta sẽ có bao nhiêu phút đá bù giờ đây? Nào hãy cùng xem. Ui rồi. What's up bro? Yes, 4 phút đá bù giờ. Đội tài xác định sẽ có một tình huống phát bóng lên. Antonio Rudiger. Làm gì đây? Joao Tanta. Henrik. Antonio Rudiger. Và đến đây thì buổi tự do trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.